vậy nè. Có trả công không? Sợ lộ. Phải hứng mày ơi. Nó hứng thôi rồi. Đè luôn. À, chậm quá. Xí cỏ luôn. Xí cỏ nó. Chết mẹ cái gì vậy? Kẹp lại. Đứng lên Huân, đứng lên. Có chưa có sao mày chưa? Kẹp chân lại. Có sao mày chưa? Rồi. Móc chân nó lại. Móc chân luôn. Ok ta. Đầu bự vậy. Cũng bự. Bao nhiêu cô chai vậy? 24 chai HD. HD thôi. Cũng má full HD 5 phút hết. Mấy trăm nghề. Để có dung lượng chưa? Chạy được cái chân luôn. Chạy được. 3 phút chứ, 3 phút 4 ca sao? Dung lượng nặng lắm, tốn dung lượng lắm. 4 ca tốn hả? Tốn gấp đôi full HD. Full HD thì gấp đôi HD. Quay chừng... 5 phút là cỡ, cả ghi á. Quay chừng 5 phút cả ghi á. Hồi bữa tao quay full HD thôi á, mà đã 4-500 ma rồi. Còn 4 ca là gấp đôi nữa. Quay full set để sau từng cộng đồng. Ồ, máy quay thường mà bao nhiêu chủ đề hả? Cái này của tao mắc tối đa là Full HD, nhưng mà tao chỉnh xuống HD quay.